Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát, đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng tôi đã giới thiệu phần 37 tiểu thuyết người lữ hành lặng lẽ của nhà văn Hữu Mai. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đầu tháng 11 năm 1970, Tổng thống Nixon tuyên bố trên vô tuyến truyền hình đã đưa được 165.000 binh sĩ Mỹ về nước và sẽ còn tiếp tục đưa hết quân về nước vào đầu mùa xuân năm 1971. Nhưng đến cuối tháng 1 năm 1971, lại có tin sư đoàn Dù Ngụy đã từ Sài Gòn chuyển quân ra đường chính. Liên đoàn quân biệt động từ Đà Nẵng và nhiều thiết đoàn của quân đội Sài Gòn từ Quảng Ngãi, Quế cũng đã hành quân ra Khe Sanh. Các đơn vị hậu cần của Mỹ cũng có mặt ở Quảng Trị cuộc bài binh này của địch là nhắm vào hành lang vận chuyển chiến lược của ta ở Tây Trường Sơn đã khởi động. Ngay sau khi nhận được tin, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định mở một chiến dịch phản công tiêu diệt địch quân, thành lập đảng quỹ và bộ tư lệnh 702, bí danh của mặt trận đường chính Nam Lào, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng. Một lần nữa, Thiếu tướng Lê Quang Đạo được phân công giữ vai trò chính quỹ kiêm bí thư đảng quỹ mặt trận thời gian chiến dịch nổ ra đã gần kề. Thế mà chính quỹ Lê Quang Đạo vẫn chưa thể lên đường vì đang giảng dạy ở một lớp bồi dưỡng chính trị tại Hà Nội. Thấy anh Đạo lộ vẻ băn khoăn vì sợ chậm trễ thời cơ. Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đã động viên khích lệ và bí mật cho biết kế hoạch chuyển quân với rất nhiều cán bộ phụ trách ở Tổng cục, các quân chủng, binh chủng hướng lời kêu gọi tăng cường cho mặt trận đã lên đường vào quân khu 4 theo từng đợt. Hãy cùng bước vào phần 38 tiểu thuyết Người lữ hành lặng lẽ của nhà văn Hữu Mai, để đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Mặt trận vượt qua khó khăn và lập nhiều chiến công trong chiến dịch phản công này. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nixon và Kissinger dự đoán cộng sản sẽ mở một cuộc tiến công lớn năm 1972 để tác động đến cử tri Mỹ trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Do đó, Bắc Việt sẽ tiến hành một chiến dịch vận chuyển hậu cần lớn vào Nam trong những tháng đầu năm 1971, trước mùa mưa. Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Mỹ ở Sài Gòn thấy có khả năng ngăn chặn hoạt động chuẩn bị này bằng cách đánh vào hệ thống đường ô tô và đường mòn nằm trong rừng ở quảng Đái Cán Son thuộc Lào để cắt đứt đường Hồ Chí Minh. Vì Quốc hội Mỹ đã ra nghị quyết cấm không cho bộ binh Mỹ hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nam Việt Nam nên nhiệm vụ này được trao cho quân đội Sài Gòn tiến hành với sự yểm trợ của không quân và hậu cần Mỹ. Mục tiêu là thị trấn bon thuộc tỉnh Savanakhet của Lào. Lần đầu, quân đội Sài Gòn triển khai những lực lượng lớn không có cố vấn Mỹ đi cùng đơn vị. Những nhà chiến lược Hoa Kỳ dự tính cuộc hành binh cần 4 sư đoàn thiện chiến khoảng 60.000 quân. Chế độ Sài Gòn không cung cấp đủ số quân Mỹ yêu cầu. Tết Tân Hợi không còn xa, Thiệu chưa quên những giờ phút kinh hoàng trong Tết Mậu Thân, thấy cần giữ lại một số lực lượng để bảo vệ Sài Gòn và các đô thị. Ngày 7 tháng 2 năm 1971, phó ta tập kích vào căn cứ Mỹ ở Samu, phá hủy 17 xe, hai khẩu pháo làm chết và bị thương gần 100 quân Mỹ. Ngày 8 tháng 2, Đạo và Tấn vào đến sở chỉ huy chiến dịch. Trong ngày, hơn 3 dạng quân chủ lực Sài Gòn, gồm những đơn vị được coi là tinh nhuệ nhất như sư đoàn dù, sư đoàn lính thủy đánh bộ, sư đoàn bộ binh 1, một lực lượng lớn binh khí kỹ thuật, gồm 460 xe tăng, xe bọc thép, 250 khẩu pháo, 700 máy bay, trong đó có 300 máy bay lên thẳng, chia thành 3 cánh quân vượt biên giới Việt Lào. Ba lữ đoàn dự bị trên một dạng quân cùng với 120 xe tăng thiết giáp, 70 khẩu pháo tạm nằm lại ở Đông Hà. Ngoài sự yểm trợ trực tiếp bằng không quân, pháo binh Mỹ, lực lượng tiến công còn được một dạng quân Mỹ bảo vệ phía sau. Cánh quân chủ yếu có xe tăng, xe bọc thép mở đường, tiến theo đường chính từ Lao Bảo đến Bản Đông. Quân Mỹ hỗ trợ bằng những đợt bom B-52 rải thảm, máy bay cường kích và trọng pháo dọn đường, từng đàn trực thăng bay kính bầu trời, trực thăng võ trang bắn rocket, giải đạn 20 ly, chuẩn bị bãi hai cánh quân đổ bộ bằng trực thăng xuống các điểm cao ở Nam Bắc Đường Chính bảo vệ sườn cho cánh quân chủ yếu. Mỹ và chế độ Sài Gòn dự tính chỉ trong vòng 2-3 ngày sẽ chiếm được Sebon chặn đứng tuyến vận chuyển chiến lược của ta. Trực thăng địch như đàn ông bu vào khu vực Cebon Bản Đông đổ quân ào ạt. Tính trao đổi với đạo. Rõ ràng hướng tiến công của địch là Nam Lào. Ta nói với anh Cao Văn Khánh đều nốt trung đoàn 36 ở Hà Tĩnh vào bắt đường chính. Tôi đồng ý. Sư đoàn 324 ở Trị Thiên chưa ra tới nơi, 308 còn thiếu một trung đoàn. Nếu các đơn vị tới đủ thì tương quan giữa ta và địch trên chiến trường cũng chỉ là 32. Vẫn phải tạo ra một viết chiến điểm và chọn thời cơ tập trung lực lượng tiêu diệt. Lê Trọng Tấn ra lệnh cho các đơn vị nhanh chóng áp sát quân địch ở những nơi chúng vừa tới ngăn chặn từng cánh quân, tạo điều kiện trận đánh quyết định theo kế hoạch chiến dịch. Trên 300 khẩu súng máy và pháo phòng không của đoàn 559 ở bản Đông, cầu Chaki, tà khống, phối hợp với các đơn vị phòng không chiến dịch, đồng loạt dăng một lưới lửa rộng khắp, nhắm vào máy bay trực thăng và quân đổ bộ đường không. Máy bay địch rơi lả tả, lính đổ bộ đường không lớp bị tiêu diệt, lớp bị bắt. 21 giờ ngày 10 tháng 2, đài BBC đưa tin, quân đội Việt Nam Cộng hòa tiến quân lên đường mòn Hồ Chí Minh đã giáp phải lưới lửa phòng không dày đặc chưa từng thấy của Bắc Việt. 50 chiếc máy bay lên thẳng bị bắn hạ. Ngày 9 tháng 2, trung đoàn 24 của sư đoàn 304 được tăng cường cho 308, chốt lại cầu Cha Ki, liên tiếp đánh lui năm đợt tiến công của chiến đoàn đặc nhiệm địch, diệt gần hai đại đội. Một đại đội của tiểu đoàn 6, trung đoàn 88 của 308 vừa hành quân tới Alia gặp địch đổ bộ xuống điểm cao 36. Lập tức vận động tiến công địch, đánh thiệt hại nặng đại đội 2, tiểu đoàn biệt động quân 21, diệt 80 tên. Chiều ngày 10 tháng 2, quân địch chiếm Bản Đông. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 2, tại khu vực cầu Chaki, bộ đội ta bắn rơi 30 máy bay lên thẳng của địch sau một loạt trận đánh, ngày 12 tháng 2, Bộ Tư lệnh Chiến dịch có cuộc họp đánh giá tình hình. Tấn nhận định, địch củng cố bàn đạp bản đông, hướng ra Sebon. Lực lượng có một sư thiệt hại nặng, nhưng có thể vẫn dùng thêm một sư đoàn đánh ra Sebon vì còn lực lượng dự bị chiến lược phía sau. Lực lượng có một sư bị thiệt hại nặng, nhưng có thể vẫn dùng thêm một sư đoàn đánh ra Sebon vì còn lực lượng dự bị chiến lược phía sau giữa trí ta và địch đang xen cãi nhau. Nhưng nếu không đánh thì sẽ bị động. Cần khắc phục khó khăn, phát huy chủ động, tiến công nhanh. Lúc này ta chỉ huy chưa chặt chẽ, chưa phát huy được các binh chủng. Nhiệm vụ bây giờ là cần hạ quyết tâm ngay và rõ ràng để các trung đoàn 88 và 102 đánh bản Na và làng xẹp. Đào nói, muốn ra Sebon, địch vẫn phải giữ đường chính và bảo đảm cánh phía Bắc là chủ yếu, ta đã đánh được vài trận, một số đơn vị hoạt động tốt, diệt một số máy bay, nhưng chưa thực hiện được cú đánh nào thật ròn rã và chưa phát huy được quả lực. Nguyên nhân là ở tổ chức chỉ huy và tư tưởng chỉ đạo. Mặt khác cũng cần đề phòng tư tưởng chỉ muốn ăn to. Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định kềm chế quân địch trên các hướng, tập trung tiêu diệt cánh quân bảo vệ sườn phía bắc của chúng, thực hiện chia các đường chính, bao dây cô lập cánh quân trung tâm của địch ở Bản Đông không cho chúng tiến lên xe bon. Ta chủ trương dùng trung đoàn tác chiến trên từng khu vực, vận dụng chiến thuật, dây lấn tiêu diệt, những vị trí quân địch mới chiếm đóng, liên tục tập kích, phục kích, đánh phá giao thông, triển khai rộng lực lượng phòng không, hạn chế cả vận chuyển đường bộ và lường không của địch, kết hợp đánh nhỏ, đánh dừa, tạo thời cơ đánh lớn, tiêu diệt nhiều quân địch. Từ ngày 15 tháng 2, trên toàn mặt trận, ở cả Bắc, Nam đường chính và phía Tây, bộ đội ta bắt đầu mở phản công tiêu diệt địch. Ngày 16, Trung đoàn 24 chốt giữ ở Chaki, được tăng cường pháo binh và công binh, chiến đấu chặn đánh các mũi tiến quân của địch, diệt gần 100 tên, phá hủy nhiều xe tăng, xe bọc thép. Đào trao đổi với Hồng Cư, cần kịp thời động viên các đơn vị lập công đầu từ ngày 11 đến ngày 16, nhiều đơn vị đã lập công. Vừa qua có nhiều biểu tượng tư tưởng ngày đóng chốt vì chiến đấu sẽ ác liệt, nên biểu dương ngay trung đoàn 24 vừa chốt chặn có hiệu quả. Ngày 17, bức điện của chính quỹ mặt trận được gửi đi. Điện gửi trung đoàn 24. Trung đoàn đã dũng mãnh tấn công, đánh thắng ròn rã, diệt nhiều địch, phá nhiều xe, bắt tù binh, kiên định đóng chốt, cắt rứt đường chính, góp phần quan trọng vào những thắng lợi đầu tiên của chiến dịch. Địch phải co cùng lại, tinh thần bạc nhược, tiếp tế khó khăn. Các đồng chí hãy kiên cường bám trụ, làm chủ con đường, không cho địch tiến, không cho địch rút, tích cực chủ động nắm thời cơ diệt địch và phối hợp cùng đơn vị bạn lập công lớn hơn nữa. Bộ Chỉ huy Chiến dịch xác định hướng tiến công chủ yếu của ta là bắt Đường Chính. Điểm cao 500 cho tiểu đoàn 39 biệt động quân số 1 chiếm giữ được chọn làm mục tiêu cho trận đánh mở màn. Đây là cứ điểm tiền tiêu quan trọng nằm sát trục đường 16B án ngữ con đường tiến xuống Bản Đông, cách đó 14 km, đồng thời khống chế cả con đường 16A, nơi có khu kho hậu cần của ta ở Mường Chương, ngã Ba Chaki ngăn chặn ta triển khai binh khí kỹ thuật nặng xuống phía Nam và tiếp tế cho bộ đội tuyến trước đoàn biệt động quân 39 được đánh giá là đơn vị thủ công toàn diện, biên chế gần 500 quân, có trang bị rất tốt. Giới pháo binh từ các căn cứ quả lực tà bút, điểm cao 543, bản đông, lao bảo và quả lực không quân Mỹ chi diện. Địch hy vọng điểm cao 500 sẽ là một cánh cửa thép ngăn chặn ta trên hướng Bắc. Nhiệm vụ tiêu diệt điểm cao 500 được trao cho 308 sư đoàn quyết định sử dụng trung đoàn 102, thiếu tiểu đoàn 8, được tăng cường tiểu đoàn 6 của trung đoàn 88 và 5 đại đội pháo của mặt trận. Liền trong hai ngày 16 và 17 tháng 2, từ các trận địa dây lấn chung quanh điểm cao 500, trung đoàn 102 vừa dùng quả lực bắn phá, vừa dùng bộ binh áp sát địch xây dựng công sự chiến đấu. Mặc cho phi pháo địch quanh kích dữ dội, dòng dây của ta mỗi lúc càng siết chặt. Quả lực phòng không khống chế chặt dùng trời, máy bay lên thẳng của địch không thể nào hạ cánh. 23 giờ ngày 18 tháng 2, tiểu đoàn 6 nổ súng tiến công trên mỏm số 2, tiêu diệt gọn đại đội biệt trọng quân 4 sau hơn 1 giờ chiến đấu, làm chủ trận địa. Ngày 19 tháng 2, ta đánh lui những đợt phản kích liên tiếp của địch giữ vững mỏm số 2 và đồng thời phát triển sang mỏm số 3. Địch rút về co cụm trên mỏm số 4 và số 5 trước nguy cơ bị tiêu diệt. Sáng ngày 20, địch tập trung máy bay, pháo binh, đánh phá ác liệt quanh điểm cao 500. Định dùng máy bay lên thẳng, bốc số quân còn lại của tiểu đoàn 39 rút chạy. Bộ đội ta bắn rơi 3 trực thăng, số còn lại không hạ cánh được. Cùng đường, số quân còn lại liều mạng chạy về điểm cao 36, nhưng bị quân ta từ các trận địa dây lấn tiêu diệt bên sông Sen. 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2, ta hoàn toàn làm chủ điểm cao 500, xóa sổ tiểu đoàn biệt động quân 39, bắn rơi 63 lên thẳng, thu toàn bộ súng đạn, mở tung cánh cửa phía bắc của chiến dịch. Trận này khá điển hình về cách đánh diệt gọn, làm chủ trận địa, bắt tù binh, thu vũ khí, giải quyết tốt thương binh tử sĩ. Đào nói với Hồng Cư, bà lẻ Tám đã đánh thắng trận đầu, diệt gọn tiểu đoàn, cần có ngay một bức điện động viên kịp thời cả đơn vị. Bức điện viết, Bộ Chỉ huy Mặt trận nhiệt liệt quan nghênh những thành tích đầu tiên của các đồng chí. Lần này, Sư đoàn 308 được giao nhiệm vụ ở hướng chủ yếu, đánh vào lực lượng dự bị chiến lược chủ yếu của địch. Dù biệt động, thiết giáp, thắng lợi của các đồng chí góp phần quyết định vào thắng lợi chung của chiến dịch. Thời cơ lập công đã đến, Bộ Chỉ huy Mặt trận mong các đồng chí lập được những chiến công xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy của đảng và lòng mong muốn của toàn quân toàn dân ở cả hai miền nước ta. Bức điện này ký tên cả Lê và Trọng, chính ủy và tư lệnh mặt trận. Từ ngày 20 tháng 2, các lực lượng ta trên mặt trận đường chính Nam Lào đã có mặt đủ, gồm 5 sư đoàn và hai trung đoàn bộ binh, 8 trung đoàn pháo binh, 3 trung đoàn công binh, 3 tiểu đoàn xe tăng, 6 trung đoàn pháo phòng không, 8 tiểu đoàn đặc công và các đơn vị hậu cần, vận tải lên tới trên 6 dạng người. Đây là chiến dịch tập trung cao các lực lượng binh chủng hợp thành của quân đội ta từ trước tới nay. Ngày 21 tháng 2 năm 1971, đảng quỹ mặt trận hợp đánh giá tình hình. Sau 14 ngày chiến đấu, ta đã diệt một bộ phận sinh lực quan trọng của địch, khoảng 3.900 tên bị loại khỏi dòng chiến đấu, trong đó có 920 tên Mỹ. Ta đã bắn rơi 156 máy bay, phá hủy 231 xe, trong đó 66 xe tăng và xe thiết giáp phá hỏng 12 xe tăng khác đánh chìm 12 tàu trên sông cửa việt tư lệnh lê trọng tấn nhận định cuộc tiến công của địch từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 đã bị ta chặn lại mặc dù địch vẫn còn ba lửa dự bị ở phía sau nhưng chúng đã phải chuyển từ thế tiến công sang thế phòng ngự co cụm đối phó lúng túng Bước đầu ta đã thực hiện được những yêu cầu cơ bản của chiến dịch, đánh dỡ một mảng cánh bắt của chúng, ngăn chặn có hiệu quả phía sau và đang hình thành thế bao dây chia các chiến dịch. Chính quỹ Lê Quang Đạo bổ sung, không quân địch hoạt động có hạn chế hơn. Nếu so với khe xanh, máy bay địch xuất kích 300 lần chiếc trong ngày, thì chiến dịch này cao nhất là 120 lần chiếc trong ngày, như vậy chỉ bằng một phần ba địch đang lúng túng trước sự đánh trả mãnh liệt của ta. Lê Trọng Tấn nói, nếu chiến dịch tiếp diễn theo đà hiện nay, địch khó có khả năng phát triển về hướng Tây hoặc hướng Nam. Hoặc hướng Nam. Ta đánh mạnh, địch sẽ co cùng lại xung quanh khu vực Bản Đông và dùng lực lượng dự bị chiến dịch để phản kích giải tỏa. Địch cũng có thể nhanh chóng rút lui để bảo toàn lực lượng. Ta cần đặc biệt theo dõi tình huống này bộ tư lệnh chiến dịch quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của trung ương đảng và quân ủy trung ương đã trao thời gian tới sẽ có hai trận then chốt trước mắt trận then chốt thứ nhất là tiêu diệt lữ đoàn dù ba trận then chốt thứ hai là tiêu diệt lữ đoàn một và thiết đoàn cơ giới của địch của quân địch ở bản đông toàn mặt trận sẵn sàng đánh địch rút lui hoặc phản kích chính ủy lê quang đạo nói Vừa qua, quân quỹ Trung ương đã có điện nhiệt liệt biểu dương những chiến công đầu của mặt trận. Có thể nói, chiến lược Việt Nam quá là chiến tranh cuối cùng của đế quốc Mỹ xâm lược. Nếu đánh thắng chiến dịch này, chúng ta sẽ góp phần làm phá sản chiến lược cuối cùng của Mỹ trong chiến tranh. Trước khi tham gia chiến dịch, toàn thể bộ đội đều đã được học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ đều rất cao. Qua một đợt chiến đấu, lực lượng ta vẫn rất sung sức. Nhiều đơn vị chưa được đánh đang háo hức lập công. Sắp tới là những trận then chốt cán bộ, đảng viên phải giữ vai trò dẫn đầu. Chúng ta phát hiện kịp thời những anh em lập thành tích tốt, đề bạc tại trận, thay thế những cán bộ hy sinh hoặc bị thương. Nếu duy trì được quyết tâm chiến đấu cao, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng đại mà Trung ương và quân ủy đã giao phó. Trên hướng chủ yếu ở cánh đông, khu vực Bắc Trường số 9, những ngày của tháng 2 và đầu tháng 3 diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa các đơn vị thuộc binh đoàn 70 với các đơn vị dù và biệt động quân Sài Gòn. Phía sau lưng chúng, lực lượng vũ trang của mặt trận B5 liên tục tập kích, pháo kích các căn cứ Mỹ, phục kích trên các đường giao thông, diệt hàng trăm tên, đánh chìm tiếp chín tàu quân sự vận tải trên sông cửa Việt. Đường vận chuyển tiếp tế của địch bị tác nghẽn trong một tuần lễ. Cũng từ ngày 20 tháng 2, trung đoàn 64 của 320 vượt qua điểm cao 500, tiến vào dây lấn hai điểm cao 543 và 456 do tiểu đoàn dù 3 và một tiểu đoàn pháo binh chiếm giữ nơi có sở chỉ huy lữ đoàn dù 3. Suốt năm ngày liền, bằng chiến thuật dây lấn, bộ đội ta lần lượt tiêu diệt các trận địa quả lực và trận địa phòng ngự dòng ngoài của địch, cắt đường tiếp tế và chặn diện làm cho căn cứ bị cô lập hoàn toàn. Trưa ngày 25 tháng 2, sau khi pháo binh ta bắn mãnh liệt dọn đường bộ binh và xe tăng từ hai hướng Đông Nam và Tây Bắc, đồng loạt tiến công vào căn cứ. Địch quy động toàn bộ lực lượng tổ chức những đợt phản kích có không quân yểm trợ, hồng đẩy ta ra. Nhưng với quyết tâm cao, cách đánh sáng tạo, được sự chi diện đắc lực của xe tăng các chiến sĩ trung đoàn 64 lần lượt đè bẹp các đợt phản kích. Ngày 16, 30, 16 giờ 30 phút ngày 25, ta làm chủ hai điểm cao 543, 456, tiêu diệt tiểu đoàn dù ba, tiểu đoàn pháo binh và sở chỉ huy lữ đoàn, bắt sống đại tá lữ đoàn trưởng Nguyễn Giang Thọ cùng toàn bộ ban tham mưu lữ đoàn dù ba. Tin đại tá Thọ bị bắt và đơn vị dù sừng sỏ, bị tiêu diệt gây chấn động trong hàng ngũ địch. Bộ Tư lệnh Chiến dịch gửi ngay một bức điện biểu dương Trung đoàn 64. Trung đoàn 64 đã chấp hành mệnh lệnh nghiêm, anh dũng, mưu trí, linh hoạt, đánh nhanh, diệt gọn, bắt tù binh, thu vũ khí, lập thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào những thắng lợi đầu tiên của chiến dịch. Các đồng chí hãy kiên cường bám địch thật sát, dây địch thật chặt chẽ, cùng các đơn vị bạn kiên quyết liên tục tiến công tiêu diệt địch lập công lớn hơn nữa. Trước những đòn tiến công mạnh của quân ta, địch dội điều thiết đoàn 17 có 70 xe tăng và tiểu đoàn dù 8 từ Bản Đông lên phản kích Hồng chiếm lại điểm cao 543. Trong 6 ngày liền, trung đoàn 36 của 308 và một bộ phận trung đoàn 64 có hai đại đầu xe tăng phối hợp được pháo binh mặt trận chi diện quả lực đã liên tục chặn đánh, đập tan cánh quân phản kích bảo vệ sườn phía bắc của địch. Trung đoàn 36 đã dùng B-40 diệt gần hết số xe tăng, xe thiết giáp của thiết đoàn 17. Trong nhiều xe, xác địch bị thiêu cháy. Có những xe máy dẫn nổ nhưng tổ lái đã bỏ chạy. Tập đoàn cứ điểm của địch ở Bản Đông bị quy hiếp mạnh. Ở khu vực phía nam đường số 9, trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, Sư đoàn Bộ binh 324 diệt một tiểu đoàn đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn khác thuộc trung đoàn 3 Sài Gòn khi chúng nóng ra đánh phá kho tàng của ta. Cùng lúc đó ở phía Tây, trung đoàn 41 thuộc sư đoàn 2 và trung đoàn 48 thuộc sư đoàn 320 phối hợp với một bộ phận quân giải phóng Lào đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn quân Ngụy Lào tiến vào Phu Đơ Tua, Mường Pha Lan, tàn binh địch chạy về Saravan và Đồng Tiến. Bất ngờ vì chủ lực ta xuất hiện súng bị đánh mạnh và thiệt hại nặng. Chỉ huy và binh lính quân đội Sài Gòn bắt đầu hoang mang lúng túng. Trên đường chính, đoạn từ Lao Bảo đến Bản Đông, các trung đoàn 88, 24, 102 chốt chặn các đường rút lui của địch. Phía nam đường chính, sư đoàn 2 dây đánh những đơn vị thuộc sư đoàn 1 Sài Gòn. Sư đoàn 324 dây đánh bọn lính thủy đánh bộ. Từ phía bắc, các trung đoàn 64, 36, 66 được các đơn vị xe tăng và pháo binh chiến dịch chi diện tràn xuống dây ép cụm cứ điểm Bản Đông do hai lửa đoàn dù và hai trung đoàn thiết giáp đã cùng lại chống giữ. Phái viên của mặt trận được cử tới Bản Đông, mấy lần gọi điện thoại về báo cáo các đơn vị bao dây đề nghị cho tiến công Bản Đông. Lê Trọng Tấn trao đổi với đạo. Anh em nói địch đông, nhưng tinh thần rất thấp. Đánh có thể ăn. Anh thấy thế nào? Địch có hai lữ và hai trung đoàn thiết giáp phòng ngự Ta chỉ có ba trung đoàn Tiến công lúc này sẽ bất lại. Tôi thấy chưa thể đánh được Muốn đánh phải chờ lúc chúng rút lui Bây giờ chỉ cần bao dây cho chặt Và triệt đường tiếp tế của địch Đồng chí giữ điện thoại tới báo cáo tư lệnh Phái viên của bản đông xin gặp Tấn nói với đạo Tôi đã nói rồi Nhưng anh em vẫn tiếp tục đề nghị Chính quỷ có ý kiến đi Đạo cầm máy Ở đầu dây Tiếng đồng chí phái viên Tôi xin gặp đồng chí Trọng Tôi là Lê đây. Chào chính quỹ. Tôi đã báo cáo với anh Trọng. Anh em đề nghị cho đánh bản đông. Anh Trọng đã trả lời. Địch đông chưa nên đến lúc này. Tôi đã chuyển đạt ý kiến của tư lệnh. Anh em nói địch đông. Nhưng tổ chức phòng ngự rất sơ hở. Mình tổ chức tốt những mũi thọc sâu. Có nhiều khả năng giải quyết được. Đào hỏi. Nhiều khả năng là bao nhiêu phần trăm? Anh em không tính phần trăm. Theo anh là bao nhiêu? 60 hay 70 phần trăm? Tôi nghĩ ít nhất cũng được như vậy. Nếu thế thì không nên đánh. Ta không buộc phải đánh ngay. Hãy làm theo ý kiến của tư lệnh. Bao dây chặt và triệt tiếp tế. Chờ khi chúng rút chạy sẽ đánh. Lúc đó khả năng chắc thắng sẽ là 90% hoặc hơn. Chính quỹ nói thế thì xin chịu. Ngày 28 tháng 2 năm 1971 trước tình hình bị sa lầy địch phải đưa toàn bộ lực lượng dự bị gồm lữ đoàn dù 2 các lữ đoàn thủy quân lục chiến 147 và 258, trung đoàn 4 và trung đoàn thiết giáp 7 vào cuộc tiến công. Địch vẫn tiếp tục kế hoạch tiến lên Cebon Tối ngày 7 tháng 3, Lê Quang Đạo ngồi nghe đài BBC bỗng thấy loan tin quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm được Cebon Qua báo cáo hàng ngày, anh biết sau một tháng hành quân, vẫn chưa một đơn vị quân địch nào tới được Cebon Sư đoàn bộ binh 1 Sài Gòn đã bị sư đoàn 2 của ta chặn đánh trên đường tiến lên Sê bôn phải bám điểm cao 723 và dãy núi Phu Rệt, Nam Đường Chính, để chống đỡ. Lữ đoàn Thủy quân Lục Chiến 147 vừa tung vào trận, bị sư đoàn 324 dây đánh, phải co cùng lại trên các điểm cao 550-532. Đạo sang tìm Tấn. Tấn nói, tôi cũng vừa được anh em báo cáo tin này, mấy đơn vị của chúng tiến về Cebon vẫn bị mình dây chặt. Đã điện hỏi Bộ Tư lệnh Trường Sơn và chỉ thị cho sư đoàn 968 kiểm tra trên thực địa rồi trả lời mặt trận. Tôi cũng nói anh em tối nay nghe Đài Sài Gòn và các đài phương Tây xem sao. Tối hôm đó, các đài phát thanh phương Tây đồng loạt đưa tin quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đánh chiếm Cebon Bộ và Tổng cục Chính trị liên tiếp điện vào hỏi tình hình. Ngày hôm sau, Nguyễn Hòa tư lệnh những đơn vị ở cánh tay báo cáo về. Sáng ngày 7 tháng 3, hai tiểu đoàn của trung đoàn ngụy số 2 được trực thăng Mỹ thả xuống phía tây nhà thờ Sebon. Pháo của ta lập tức nã dữ dội vào đội hình của chúng. Tiếp đó các đơn vị của 968 triển khai đội hình tiến công. Thấy rơi đúng vào trận địa ta đã chuẩn bị, địch dội vàng rút lui. Hiện nay Sebon hoàn toàn không có địch. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã kịp thời cải chính tin tức sai lạc của địch. Nhưng phương Tây vẫn nhắc lại một cách gia dẳng tin quân đội Sài Gòn đã chiếm Sebon. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Sông Hào gọi điện thoại cho Bộ Tư lệnh Mặt Trận. Các anh cử người phỏng vấn, một đồng chí phụ trách chính quyền Sebon ghi âm để phát trên đài bịt miệng chung lại. Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi lời đồng chí Bundy, Chủ tịch quyền Sebon, Sebon không hề có địch và tình hình hoàn toàn yên tĩnh. Trên những bản tin của phương Tây, Sebon không còn được nhắc tới. Kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 2 năm 1971, chiến dịch đường chính Nam Lào chính thức khai pháo. Sáng ngày hôm sau, anh Lê Quang Đạo cùng anh Lê Trọng Tấn vào đến sở chỉ huy chiến dịch khiến cho nhiều anh em thở phào nhẹ nhõm. Cũng trong ngày đó, hơn 3 dạng quân chủ lực Sài Gòn được xem là tinh nhuệ nhất cùng với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, đã tiến công vào Bản Đông theo hướng từ đường chính qua Lao Bảo. Địch quân dự tính chỉ trong 2 hoặc 3 ngày sẽ chiếm được khu vực Sepol, chặn đứng tuyến vận chuyển chiến lược của quân đội ta. Về phía ta, sau khi đợi sư đoàn 304 Trung đoàn 36 ở Hà Tĩnh vào đúng điểm tập kết, lực lượng đôi bên đã tương đồng thì sẽ tạo một quyết chiến điểm. Thiếu tướng Tổng tham mưu phó Lê Trọng Tấn, một cán bộ quân sự trưởng thành tham gia nhiều chiến dịch lớn, kinh nghiệm từng trải nên đã ra lệnh cho các đơn vị nhanh chóng áp sát những cứ điểm mà địch vừa đóng quân, từng bước ngăn chặn những cánh quân và tạo điều kiện đánh một trận quyết tử, dứt điểm như kế hoạch đã được duyệt. Tuần lễ đầu Bộ Tư lệnh cho các đơn vị mở gọng kìm, kẹp quân địch trên các hướng, tập trung diệt cánh quân bảo vệ ở sườn phía Bắc, thực hiện chia các đường chính, và cuối cùng là bao dây cô lập cánh quân trung tâm của địch ở bản đồng Liệu trong tuần lễ thứ hai, cánh quân của ta có tiêu diệt được các nhóm địch quân thực hiện thắng lợi chiến dịch hay không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 39 tiểu thuyết Người lữ hành lặng lẽ của nhà văn Hữu Mai và chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ấy chào tạm biệt.